Như con nghĩ là Phật Thích Ca ấy, bây giờ người ta làm rất là nhiều cái hình tượng, hình dáng của khác nhau, cho nên bây giờ muốn mà tìm được đúng cái thật cái hình của chấn tượng Phật Thích Ca ấy, thì là như thế nào thì cho nó đúng với cái tượng Phật Thích Ca cho thầy là con. Cái đó thầy cũng bó tay chấm cơm. Phật Thích Ca mà có thể nghe được cái câu hỏi này thì Phật cũng đành bó chân chấm cơm. Bởi vì đó, thời Đức Phật thì đâu có ai vẽ tượng Phật, hình Phật, cũng không có phương tiện hiện đại để quay video Phật hay là chụp hình Phật. Cho nên đó, tất cả các hình ảnh Phật đó của chúng ta thờ phượng hiện nay lệ thuộc hoàn toàn vào nghệ nhân của các quốc gia mà Phật giáo tồn tại và phát triển. Cho nên ông Phật á, ở tại Trung Quốc là mắt một mí, ông Phật ở Tây Tạng thì mặt bành, ông Phật ở Châu Phi thì đeo thù lùi, răng chống bót. Còn ông Phật ở Việt Nam á, thì gương mặt gần gần chữ điền. Và hỏi là hình Phật nào thì đúng, thì đành lắc đầu chịu thua thôi. Bây giờ ta mặc định với nhau, hình nào là hình Phật Thích Ca, hình nào là Phật Di Lạc, hình nào là Bồ Tát Quan Thế Âm, vậy thôi. Và theo cái mặc định đó chúng ta thờ. Do đó mình đừng nên bận tâm về các hình thù đã được mặc định. Cái mặc định đó là sự tương đối. Nhưng mà biểu tượng tồn tại qua các đức Phật này đó là cái mà chúng ta nên học hỏi theo. Ví dụ người Trung Quốc á, thì họ tin rằng Hòa Thượng Bố Đại là hóa thân của Đức Phật Di Lặc trong tương lai. Cho nên họ nắng tạo ra hình Đức Phật Di Lặc đó là một cái ông Hòa Thượng bụng phệ, giống như ông Địa vậy đó, mà ngồi rất là thoải mái. Rồi có người thì làm tượng Di Lặc nó đứng bụng phệ trần gian như thế này, làm cho nhiều ông có tưởng là chất Phật này là uống bia dữ lắm. Và trên thực tế cái bụng bự đó là tượng trưng cho sự độ lượng. Bụng lớn tức là tâm lớn. Người Trung Quốc tin là cái bụng á, tượng trưng cho cái tâm là to chừng nào á, thì tâm độ lượng, rộng lượng, cao thượng, vĩ đại chừng đó. Cho nên khi mình thờ Phật Di Lặc đó thì phải cố gắng là học trở thành cái tâm cao thượng như cái bụng to của Ngài. Thứ hai đó, Phật Di Lặc đó được tạo ra với một cái vóc dáng đó, là gương mặt cười rất thoải mái, tượng trưng cho niềm hoan hỷ, hạnh phúc, hăng quan, là tha thứ, rũ bỏ. Thì khi thờ tượng này, chúng ta nên học đức tính vĩ đại này để mang hạnh phúc cho mình. Thì tương tự Phật Thích Ca thì người ta hình dung là gì? Đang ngồi thiền trong ba tư thế. Tư thế một á, là hai lòng bàn tay nằm lên nhau đặt ở vị trí đan điền, đó là tư thế thiền định của Phật Thích Ca. Tư thế thứ hai đó là xúc địa, lòng bàn tay trái áp lên trên đầu gối bên tay trái và lòng bàn tay phải ngửa ra và để ngang với cái cằm của mình. Đó là xúc địa. Mà xúc địa theo nghĩa đen đó là tiếp xúc với trái đất. Theo nghĩa bóng đó, là đi vào cuộc đời sau khi giác ngộ. Và ấn tứ thứ ba là chuyển pháp luân, bắt ấn như thế này, hai cái bàn tay trái và phải để đan xen với nhau ở trước vị trí ngực, tượng trưng cho việc giới thiệu tứ diệu đế trong cuộc đời, giúp cho chúng ta giải quyết khổ đau bằng việc ghi nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân, thừa nhận hạnh phúc và thực hiện bằng bát chánh đạo. Đó là ba ấn tướng rất quan trọng của Phật Thích Ca lịch sử. Và ngoài ra đó, Tạng Độ còn thêm một ấn tướng thứ tư, đó là vô úy ấn, có nghĩa đen là không sợ hãi. Thì ấn này đó được thực hiện như sau: tượng Phật Thích Ca đứng chân á, thành hình chữ bát, tay trái đó ngửa lòng bàn tay ra và áp sát với cái bắp vế, tay phải đó ngửa ra như thế này và đi ngang sát với cái lỗ tai. Đó là tướng vô ý. Đó là bốn ấn tướng rất quan trọng của Phật Thích Ca lịch sử. Nhưng khi truyền đạo Phật vào Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản và Nam Bắc Triều Tiên đó, người ta chỉ giữ lại một ấn tướng của Đức Phật Thích Ca thôi, đó là hai lòng bàn tay đặt lên nhau, đặt ở trước rúng. Người ta bỏ đi ba ấn tướng còn lại, đó là nhập thế, chuyển pháp luân
và mang lại kết quả là gì? Không sợ hãi, tức là hòa bình. Bỏ đi ba ấn tướng này đó thì tự động Phật giáo tại nước này mất đi cái tinh thần nhập thế. Vì tượng mà chúng ta thờ đó nó là một cái biểu tượng cho một cái tinh thần nào đó. Bây giờ mình không thờ các tượng đó nữa thì tinh thần đó mình bị quên dần, bị quên dần. Còn trên thực tế đó thì các nghệ nhân họ dựa vào 32 tướng tốt được mô tả trong kinh Đại Bát Niết Bàn của Trường Bộ, Đại Bát Niết Bàn ở trong kinh Đại Thừa, rồi một số kinh khác. Nhưng mà tướng đại nhân của người chung người Ấn Độ đó là một cái biểu tượng, chứ nó không nhất thiết là tướng đẹp. Đại nhân á là người vĩ đại chứ không phải là tướng hảo. Người Trung Quốc dịch ra là tướng hảo, cho nên đó là chúng ta hình dung là Đức Phật có 32 tướng đó là một người giống như là nam vương đẹp về thân tướng. Cái đó không nhất thiết như thế. Nếu chúng ta ráp 32 cái tướng được mô tả trong kinh lại, chúng ta sẽ có một vị nhân chứ không phải là một vĩ nhân. Và người Ấn Độ á, về nhân tướng học á, họ mới lấy thế này: con vật gì mà nó có một cái tướng đặc biệt mà các con vật không có thì xem đó là tướng đại nhân. Ví dụ con khỉ vượn, cái tai của nó dài quá đầu gối, thì ta nói rằng là Đức Phật Thích Ca cũng có cánh tay dài quá đầu gối. Rồi con vịt á, thì chúng ta thấy là giữa ngón chân A, ngón chân B nó có cái màng, thì người ta cũng nói là Phật Thích Ca cũng có bằng chân giống như chân vịt. Cho đó là một cái mô tả tương đối thôi. Thì theo sách sử mô tả, Đức Phật Thích Ca hội đủ được 32 tướng đại nhân, còn 80 vẻ đẹp á là Trung Quốc phịa thêm, hoàn toàn không có. Bởi vì Trung Quốc chủ trương về hình thức, cho nên Trung Quốc mới đặt thêm 80 vẻ đẹp. Chứ còn trên thực tế chúng ta không thể tìm thấy 80 vẻ đẹp đó là cái gì, ở đâu, kinh nào nói, không có. Nhưng mà Trung Quốc cứ nói miệng như thế thôi. Và từ đời này sang đời khác, chúng ta cũng lập theo Trung Quốc, Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Đang khi nguyên ngữ, Đức Phật có 32 dấu hiệu của bậc đại nhân. Tiếng Anh nó gọi là mark hoặc là size. Nó có 32 dấu hiệu về nhân tướng mà. Cái tướng này nó có dấu hiệu của cái gì đó, chứ không phải là tướng đẹp. Từ đó mà các nghệ nhân cứ tưởng tượng ra mà vẽ. Ví dụ như cho nó có tướng dục kế và tướng tóc xoắn, đó là hai cái tướng đại nhân. Thì khi các ông nghệ nhân ông làm đó, ông để Đức Phật Thích Ca là tóc loạn, tóc xoắn loạn đó. À, rồi ở trên đầu có hai cục, một cục là tóc to chứ này, một cục đầu ở trên giữa trán, trên trán này nữa, đó là dư rồi. Cái nhục kế là gì? Là cục thịt nổi lên trên đỉnh đầu giống như là búi tóc. Bây giờ Trung Quốc làm hai cái, một cái búi tóc và một cái cục thịt dư, nó dư thừa rồi, do vì hiểu sai. Rồi Phật Thích Ca đó là người đầu tiên cạo đầu trọc, cho nên ngài mới có biệt hiệu là gì? Sa môn đầu trọc, được những người đồng đạo khác tôn giáo gọi ngài như thế. Sa môn á là từ chỉ cho tu sĩ không tin vào Bà La Môn giáo, gồm có ba trường phái: Sa môn duy vật chủ nghĩa, Sa môn lõa thể tức là những người tu không mặc áo quần, và Sa môn thích tử là những người tu theo Phật Thích Ca. Thì Đức Phật Thích Ca ngoài cái từ Sa môn thích tử còn được gọi là Sa môn đầu trọc, tức là ông thầy tu đầu trọc. Người ta nói biếm nhẽ ngài như vậy vì ngài là người cạo đầu trọc đầu tiên, và Đức Phật biến cái đầu trọc trở thành thông điệp. Ngài khuyên các tu sĩ mỗi ngày nên rờ cái đầu trọc của mình và thấy rằng là mình là ông thầy tu, cho nên lời nói, việc làm, ứng xử, tư cách, lối sống phải cao thượng hơn người đời để xứng đáng. Và ta mới sánh ví cái răng, cái tóc là vóc của con người, Đạo Phật mới xem đó là biểu tượng của người phàm. Bây giờ mình cạo bỏ cái biểu tượng người phàm đó để mình nêu quyết tâm sống làm sao cho tâm mình cao thượng hơn, cuộc đời của mình vĩ đại hơn, phụng sự độ sanh có giá trị hơn. Cho nên nếu mà làm Phật Thích Ca đúng á thì phải làm là đầu trọc chứ không phải là đầu có tóc. Thế bây giờ mà làm Phật Thích Ca đầu trọc, ta nói là gì? Cái ông thầy chùa chứ không phải là ông Phật Thích Ca, vì ta đã quen với cái nhìn đó rồi. Nói tóm lại, đừng nên quá bận tâm về hình thù được các nghệ nhân nắn tạo lên các Đức Phật, mà mỗi Đức Phật á, qua tên hiệu là một đức tướng cao quý ta nên học theo.
Ông nghệ nhân nào đó mà mấy ngày đang làm tượng Phật mà bị vợ cằn nhằn đó là ông làm cái gương mặt Phật buồn hiu à. Ông nghệ nhân nào mà có người vợ đẹp tuyệt vời thì khi làm Bồ Tát Quan Thế Âm á thì mặt của Bồ Tát Quan Thế Âm cũng có gương mặt đẹp giống như vợ ổng. Cái ảnh hưởng đó là ai là nghệ nhân cũng có thể cảm nhận được hết á. Cho nên đó là cái tương đối, chúng ta đừng nên bận tâm. Xin nêu câu hỏi cuối cùng. Không riêng gì trong nghi thức kinh Phổ Môn, tất cả các nghi thức được thầy biên soạn đều không có các câu thần chú. Lý do là thầy Đức Phật đó, Đức Phật là người chống thần chú. Trong ba bộ kinh Vệ Đà được truyền miệng vào thời Đức Phật tới thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch, có một bộ tập hợp khoảng gần 6.000 thần chú. Và người theo Ấn Độ giáo tin rằng đó, thần chú này đó là tên các thần linh, mà việc đọc tụng trì tên họ đó sẽ được mọi điều gọi là như ý và phép màu xuất hiện. Đức Phật cho đó là mê tín và không có thật, cho nên ngài lên án việc đọc tụng thần chú. Mấy trăm năm sau khi Đức Phật qua đời, khoảng 300-400 năm, thì người ta mới vay mượn thần chú và đưa vào trong đạo Phật. Mà các thần chú đó là vay mượn từ Ấn Độ giáo. Rồi vì người ta nghĩ thần chú là phép màu, cho nên thầy không muốn đưa thần chú vào. Vì đưa thần chú vào, người ta mê tín vào thần chú mà không quan trọng đến việc đọc kinh. Người Trung Quốc khi biên soạn nghi thức mà người Nam ảnh hưởng theo thường đặt thần chú trước kinh, nhất là chú Đại Bi. Với mục đích là gì? Chú là khó nhớ, vì là tên của nhiều người, cho nên phải tập trung cao độ thì mới không đọc lộn lưỡi và đọc sai. Khi tập trung cao độ đó thì bài kinh chính sau đó sẽ được chúng ta hiểu thấu đáo hơn, vì tâm mình đã được tập trung rồi, cho nên chúng ta hiểu rõ, hiểu sâu, hiểu có hệ thống. Ngày nay rất nhiều người bỏ đi thần chú, xin lỗi, bỏ đi kinh mà chỉ đọc thần chú không. Như vậy khi tâm được an tĩnh lẽ ra để phát triển trí tuệ nhờ đọc kinh thì bị khựng lại, là do vì người ta mê tín vào các câu thần chú. Do vậy trong các nghi thức được thầy soạn chỉ giữ lại một thần chú duy nhất, đó là Gate, Gate, Paragate, Parasangate, Bodhi Xóa Ha, thần chú ở trong Bát Nhã Tâm Kinh. Mà nghĩa đen của đó là gì? Vượt qua, nỗ lực vượt qua, qua đến bờ bên kia, an vui, tự tại. Đây là một mệnh lệnh cách của tinh tấn. Nó khích lệ chúng ta cần phải phấn đấu, không bỏ cuộc nửa chừng, không đầu hàng trước số phận, không than vãn, hãy nỗ lực, và nỗ lực đến lúc nào đó chúng ta đạt được sự thành công là kết quả cuối cùng. Thì đây không phải là thần chú mà là chê chữ, vận dụng cái cấu trúc của thần chú để giúp chúng ta có được một cái mệnh lệnh cách tự lên và có tinh thần cho bản thân mình. Và cái đó đó được Bát Nhã Tâm Kinh nói rất hay. Cái đó chính là thần chú đại minh, thần chú vĩ đại, thần chú siêu sức mà ba đời chư Phật nương vào để đạt được trí tuệ và đạt được giác ngộ giải thoát. Như vậy các mệnh lệnh cách tích cực á, có thể giúp cho chúng ta thành tựu được các kết quả mà chúng ta theo đuổi. Đó là vì lo thầy giữ lại cái thần chú này, còn các thần chú khác đó đều bỏ qua hết vì không muốn truyền bá những cái niềm tin mà phần lớn người ta có thể dướng kẹt vào mê tín do đi quá đà và đi sai cách. Còn việc gắn trong nghi thức niệm Bồ Tát Quan Thế Âm 18 lần đó là sở thích thôi. Mình để 21 lần hay là 100 lần cũng được, nhưng mà các con số trong đạo Phật thường có biểu tượng. 18 là cấp số nhân của 6 nhân 3. Đây là con số biểu tượng cho thế giới nhân sinh quan Phật giáo. Con 6 đầu đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Con 6 thứ hai đó là màu sắc, âm thanh, mùi, vị, sự tiếp xúc và các vật tồn tại trong tâm. Con 6 thứ ba đó là thị giác, tức cái nhìn của mắt, thính giác, cái nghe của lỗ tai, khứu giác, cái ngửi của mũi, vị giác, cái nếm của lưỡi, xúc giác, cái cảm nhận của làn da, và ý thức, tức là cảm nhận của bộ não hay là trên bộ não. Theo Đức Phật đó, toàn bộ quá trình nhận thức dẫn đến nỗi khổ niềm đau của con người liên hệ đến ba con số 6 này, không có con 6 thứ tư.
Và do vậy đó, chuỗi mà Đạo Phật sử dụng đó là 18 hạt, là tượng trưng cho nhân sinh quan đó, và buộc chúng ta phải xem con người là trung tâm của vũ trụ, không là thuộc vào thượng đế thần linh nữa. Tất cả nỗi khổ niềm đau đều liên hệ đến nhận thức và cái phản ứng nhận thức của chúng ta về thế giới thôi, chứ không có gì khác. Rồi từ cái con số 18 đó, người ta mới nhân 6 lần thì nó ra là 108, giống như sau chuỗi mà thầy đang có đây, 108. Như vậy con số 108 là mở rộng của 6 lần. 6 lần đó là tượng trưng cho 6 ba la mật: bố thí, đạo đức, và kham nhẫn, là tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Như vậy là các con số đều có biểu tượng. Riêng con số 21 á, nó là cấp số dân 3 lần của con số 7. Mà con số 7 là con số tượng trưng cho trọn vẹn, đầy đủ, hoàn thiện. Như vậy là hoàn thiện 3 lần. Vậy thôi. Còn con số 3 là tượng trưng cho Phật, Pháp và Tăng. Như vậy là tùy theo người biên tập cái nghi thức mà con số biểu tượng có thể được sử dụng, hoặc là 108, hoặc là 21, hoặc là 18, hoặc là con số 3. Biểu tượng nào cũng có giá trị của chính nó. Thế vậy là khi ta đọc các cái con số như thế thì nhớ liên tưởng đến các biểu tượng này và sống phát huy trên các biểu tượng đó.